Tung bốc sóc, tam sóc nha anh em. Hôm nay thì chùa cũng làm lễ hạ thủy nghe ngò để chuẩn bị đến giỡn bốc sóc Trăng 2022. Trong bữa đây thì nghe ngò sẽ được hạ thủy ở dòng sông trước chùa tam sóc, đầu ghe của thế kỷ 20, với danh hiệu mà đến thời điểm này vẫn luôn được nhắc, đó là vô địch Đông Dương. Rồi, chào anh em tam sóc. Anh Khải vừa tới luôn anh Khải. Rồi, chào em, chào. Trước khi làm lễ hạ thủy ghe ngò thì chúng ta thấy nè, hiện nay các vận động viên, những gai bơi của tam sóc đang được tập trung vào hội trang điểm để nghe ban tổ chức đội ghe cũng như là các nhà tài trợ, chính quyền địa phương có đôi lời trước khi cùng nhau hạ thủy đưa ghe vào trong nước chuẩn bị cho BOC 2022. Nhân chính sống của chùa Tam Sóc, nói với anh Dũng có đề nghị là anh Dũng cho thêm xin chữ ký của từng cầu thủ và lơ cán gọi là tôi cứ cuốn theo này mà không phải bố anh đó rồi gọi hai anh biết rồi gọi hai tôi mới nhỏ không có đúng thì là với vận động viên của chùa Tam Sóc với sư bên đại diện đại hội chúng ta chắc chắn phải năm sau lại được nữa đi nào. Nhìn tấm ảnh này, thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta cùng ngắm lại quan cảnh chùa Tam Sóc trước khi chờ anh em hạ thủy ghe ngò và sẽ tập luyện trên sông nha. Đội ghe của thế kỷ 20 đang trong quá trình đi tìm lại thời vàng son. Và thêm một năm nữa anh em lại hy vọng chúng ta cùng chờ xem năm nay thì tam sóc sẽ như thế nào. Tại tại miền ca sa mà ki khne rồi miền khne nè khne hay kia thì sai tiết thằng nằm nó ngay dưới đây mấy chờ miền ca sa mà ki công tố đó khle hay cho lắm bị tụt lắm lên tao bắt con dân tự dập cho ông tương dân ngồi xuống cua lấy chậm dân lan lan tao đa phê na khả nạc chạp tăng kia nó kìm phêu nếu dân cho nó ốc làm bấy kì còn mơ là vườn tôi có đưa mỗi cái cây đoan tôi lấy sai em tiếc là nó dân thầy ở miền lúc ngọt nè còn bạn tôi đó cái đèn hay bạn không tao quay quay một tiếng ồ anh đang dân miền qua ca xa mà kia nè hay chân đi phát âm nhà hay ở miền ca xa mà kia bởi play chân bởi bạn cho nam vì bố thay cho nam đi chạy cho nam được đầy đầy dân tổ phát phát cả lại cho nam nè. Bà phụ nhân chạm truy bằng tô. Anh em đang xem lễ hạ thủy của ghe ngò tam sóc. Chạm đo bọc, sông khả rốc, nông sạc phung, men bà bất bà so, gà sông kẻ đòn, tôn nà bò đồng bay, tôn nà bò thuốc sạc sạc, nông lột đi, dương thằng này đi, tôn đà đo bê của lê. Ngày phẩm buôn cát khai cả đất trâu tè lộ tuốt là bao dương có biển khu nhóm ba chia tầm nang ơi khăn ông sập cung thật hà mình ôi phía phía đầu quay chẳng đó đồng bay dương đặt tu dương dục chê chùm lê ô bó xa tu chê dư miền tên ngay chùm nóng tiếp tên chà hoà lạc lặng ô cha khmer tích ta phong ơi cô lon na em cho bưng khẹt lòng na cật đọc ô lẹ ta mấy cha sọc tên khớp tương tì ô chăm nàng ơi nâu ta
khang khói bố phây vì nèo. Ê ơi ra đập đòn hơi chân tèm tòa chẹp sẵn thờ cọm nây cọm tèm chăm bọn có đa mặc chùi con bê tụt mây ơ. Hai mẹ con hả? Dạ đúng rồi, hai mẹ con. Này cũng đam mê dữ lắm nè phải không? Đam mê là xem clip là từ năm ngoái là tới năm nay đúng một năm luôn. Đây nè, một bé đã đam mê cầu thủ ghe ngò. Cầu thủ ghe ngò hả? Hai mẹ con là ở đâu? Mình là ở dân Tam Sóc luôn. Dạ, đây là hiện tại là con gái của chú Út Chanh ngồi ghe năm nay ở khu vực Tam Sóc này. À, là con gái của người ngồi mũi ghe ngò Tam Sóc. Dạ, đúng. Cho nên đam mê ghe ngò là đúng rồi phải không? Dạ. Nhưng coi... mà trong khi là nếu mà chưa ngồi thì cũng đam mê từ bấy lâu nay. Rất là lâu lắm đó. Năm nay mình thấy sinh khí tập luyện cũng như là mình hy vọng gì ở đội ghe mình? Dạ, rất là hy vọng, rất là cảm thấy là thấy lấy lại phong độ một cách rất là tuyệt vời trong cái lúc mà ghe Đông Dương anh. À, danh hiệu vô địch Đông Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hồi nãy nói là coi cái clip từ năm rồi là sao? Là coi như là con trai của em nè. Từ khi mà ghe năm ngoái là khi kiểu giống như là đam mê quá là từ khi đó là về coi clip ha. Coi clip là tới năm nay luôn, là coi liên tục từ ngày tháng này năm kia là tới khi nào ngủ quên thì thôi. Chỉ giống như là đam mê quá. À vậy là coi cái clip mà coi tới coi lui hoài từ năm rồi tới giờ. Chẳng những coi clip mà còn ngồi bơi nữa chứ. Ngồi vậy đó hả? Rồi. Vậy ha. Quá đam mê rồi ha. Cha với chú, ông nội, ông ngoại gì cũng là bên ghe ngò này. Dắt đây là ông cháu, cháu có của ông hai cha đó. Đặc biệt là ông ngoại là ngồi mũi ha. Dạ. Rồi. Gia đình ghe ngò. Dạ, đúng rồi, gia đình ghe ngò. Đây là chiếc ghe được đóng từ năm 2018. Và sau những mùa thi đấu thì năm nay chuẩn bị áo bốc 2022. Thì nhà chùa, ban tổ chức đội ghe đã cho gần như là tháo ra để đóng lại, chỉ giữ lại một vài miếng ghép thôi, sửa nhưng mà gần như là đóng mới lại. Và người đóng sửa lại chiếc ghe này đó là Danh Vương, cũng là một người em của Danh Vũ ha. Năm nay cùng với Danh Vũ thì Danh Vương cũng đóng khá nhiều ghe ngò ở Sóc Trăng, đóng mới có và sửa mới, sửa lại cũng có. Thì chiếc ghe này sẽ cùng anh em Tam Sóc chuẩn bị đến với festival lần thứ 5 áo bốc 2022. Và Quốc Khởi nhắc lại, đây là chiếc ghe đã được đóng vào năm 2018 và lần này thì được tháo ra đóng lại, mình có thể nói là như vậy. Và anh em cũng đã có những ngày tập luyện khá là miệt mài, mặc dù là về lực lượng thì Tam Sóc cũng gặp không ít khó khăn, nhưng mà anh em thì cũng đã có một thời gian tập luyện cũng khá dài, chủ yếu là tập thể lực ở trên bờ, trên giàn giáo thôi, và cũng có trên ghe cũ. Thì hôm nay là hạ thủy để tập trên chiếc ghe ngò mới vừa được sửa lại, chuẩn bị đến với festival lần thứ 5. Chúng ta cùng chờ xem ha. Đội ghe vốn rất danh tiếng, mặc dù là hơn một chục năm qua anh em ít khi nào giành được thứ hạng cao, nhưng danh tiếng của Tam Sóc thì vẫn luôn trong lòng người hâm mộ. Đang đưa ghe mình xuống Let's go.
sau khi hạ thủy thì chúng ta thấy anh em tiếp tục xuống ghe để tập luyện chuẩn bị đến với hội đua ha. Các vận động viên của Tam Sóc đã xuống ghe, chúng ta cùng xem anh em trong cử vợt chiều nay. Bây giờ thì anh em đã lên đủ trên ghe ha, đang di chuyển đến điểm để xuất phát. Rất đông bà con đã đến đội ghe hạ thủy và tập luyện chiều nay. Chúng ta cùng chờ xem ha, sẽ có một cú đề ba của Tam Sóc trong cử vợt đầu tiên từ chiều nay. Rồi bây giờ chúng ta cùng chờ xem cú đề ba của Tam Sóc nha. Rất đông bà con ở trong thôn Sóc xóm làng đã đến xem đội ghe tập luyện. Đặc biệt hôm nay lại là lễ hạ thủy của chiếc ghe vừa được sửa lại gần như hoàn toàn. Và bây giờ đội đã quay trở lại, chúng ta cùng xem một cử vợt nữa của Tam Sóc nha anh em. Chúng ta cùng xem một đợt nữa nha. Vẫn là những cử vợt nhẹ nhàng thôi. Ra thế, chỉ là những cử vợt nhẹ nhàng của anh em thôi, cũng chưa có những cú tăng tốc nào hết. À, ở trong điểm này thì thấy anh em có vẻ là tăng tốc đây. Lúc nãy là chúng ta đã xem những cử vợt của Tam Sóc. Thật ra lúc đó là anh em dù hạ thủy ghe mới nhưng mà chờ cử vợt trên ghe cũ để chờ cân chỉnh phương tiện, thì bây giờ mới là chiếc ghe mới vừa hạ thủy nè anh em. Chút nữa chúng ta sẽ cùng xem anh em Tam Sóc là vợt cú đầu tiên trên chiếc ghe vừa được sửa lại. Và bây giờ thì Quốc Khởi đã xuống vỏ để có thể theo ghe ngò quay cận cảnh cho anh em mình xem nha. Ta thấy chiếc ghe rất là đẹp ha, chiếc ghe vừa được sửa mới, sửa gần như hoàn toàn luôn. Và đây sẽ là cử vợt đầu tiên của anh em Tam Sóc trên chiếc ghe, có thể cứ nói là vừa được đóng mới đi. Chúng ta nhìn thấy rất là đẹp ha.
thủy chiếc ghe vừa được đóng mới. Chúng ta thấy rất là đẹp ha, chiếc ghe vừa được hạ thủy với một màu sơn còn rất là mới nổi trên mặt nước, và các vận động viên thì đã sẵn sàng cho cử vật đầu tiên sau khi hạ thủy. Rất là đẹp trên bờ để chúng ta thấy là Tam Sóc mà với danh hiệu là vô địch Đông Dương đội ghe của thế kỷ 20, cho nên rất đông khán giả yêu mến không chỉ là ở xã Mỹ Thuận mà các vùng lân cận còn đến xem Tam Sóc hạ thủy và tập luyện đầu tiên trên chiếc ghe ngon mới để chuẩn bị đến Âu Bốc 2022. Chúng ta thấy những hình ảnh rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xem cú vợt đầu tiên của anh em Tam Sóc trên chiếc ghe ngò mới vừa hạ thủy chuẩn bị đến Âu Bốc 2022. Chúng ta xem anh em đề bài như thế nào nha. Chiếc ghe rất là đẹp. Chúng ta cùng xem cảnh cảnh nha, Tam Sóc với chiếc ghe mới trên một cái đoạn sông khá là đẹp. Trên bờ chúng ta thấy rất nhiều cổ động viên, đặc biệt là cổ động viên Nhí đã đạp xe theo để xem anh em. Chúng ta đã xem cử vật đầu tiên của anh em Tam Sóc trên chiếc ghe vừa được hạ thủy chuẩn bị đến Âu Bốc 2022. Tiếp tục nha anh em ơi, tiếp tục xem Tam Sóc với chiếc ghe ngò mới cử vật đầu tiên sau khi làm lễ hạ thủy nha. Tiếp tục ha, chúng ta tiếp tục xem đợt thứ hai trong buổi tập chiều nay sau lễ hạ thủy của Tam Sóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giả ha, đến xem tăng tốc.